Xin chào quý vị và các bạn đã đến với Xe Bảo Nam. Hôm nay Xe Bảo Nam tiếp tục mang đến cho quý vị một siêu phẩm trong năm 2023 này nhé. Đó là em D-Tech Espero Classic V-VIP. Ok, chúng ta cùng đi tìm hiểu về em nó nào. Đầu tiên, về hệ thống chiếu sáng thì em nó sở hữu hệ thống chiếu sáng là full LED quý vị nhé, giúp di chuyển dễ dàng hơn vào ban đêm. Tiếp theo là đến bộ lốp của em này này. Thì em nó sở hữu cho mình bộ lốp là có xăm nhá, quành đúc được làm từ hợp kim cao cấp, đi kèm với nó hệ thống phanh đĩa tăng khả năng di chuyển an toàn hơn. Tay lái thì khá là chắc chắn. Thì em này khác so với em mọi dòng xe khác là em nó được tích hợp là khóa điện tử quý vị nhá, Smart Key. Thì là chìa khóa ở đây là đây quý vị, như quý vị có thể nhìn thấy đấy, em nó có chức năng khóa xe này, tìm xe này. Đấy, và cảnh báo. Ok, đi đến tiếp là phần cốp. Thì em nó cốp cơ nhá, có hệ thống mở cốp ở ngay dưới yên thôi ạ. Thì đây, thì mọi dòng cốp thì như quý vị để ý, chúng ta không nên nói chuyện về cốp, chỉ cùng lắm là để vừa em nó mưa thôi ạ. Thì bình xăng của em nó khá là lớn, thì dung tích của em nó là 4 lít quý vị nhá. Tiếp theo là ở dưới đây nó là một cái gác ba ga, hay là còn gọi là cái giá để đồ đấy. Hoặc là nếu mà một bạn nào gia đình có thêm người thì mình có thể chế thêm đây là thành một cái yên sau nhá. Rồi, đi tiếp đến phần đuôi. Thì phần đuôi em nó là từ đèn hậu cho đến xi nhan đều là đèn LED và thiết kế khá là phong cách. Lốp trước thì cũng như lốp sau là vành đúc thiết kế từ hợp kim cao cấp. Lốp thì lốp không xăm. Và bộ càng của em ý thì là đây, như quý vị nhìn này, khá là chắc chắn ạ. Rồi, điều cuối cùng là tôi muốn nói là chỉ từ 3 triệu đồng thôi quý vị đã có thể sở hữu được em nó rồi. Quý vị không nghe nhầm đâu, chỉ từ 3 triệu đồng thôi là quý vị đã có thể rước em nó về nhà. Còn chần chờ gì nữa mà không đến ngay Xe Bảo Nam ở 461 Nguyễn Trãi hoặc 244 Phạm Văn Đồng để mang em nó ngay về nhà. Xe Bảo Nam, hệ thống xe máy 50cc, xe điện hàng đầu Việt Nam.